Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 5 trên 5 của bài 14, cũng là phần cuối của bài này. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nha. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu cái đoạn đàm thoại thứ nhất. À, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nè Xiǎo quảng xiàwǔ nǐ yǒu sơ ma? quảng, wáng, xiàwǔ nǐ yǒu sơ ma? Bạn Vương à, buổi chiều bạn có rảnh không? xe ngủ đây chúng ta sẽ hiểu là chín thêm xe vụ như vậy là chiều hôm nay bạn có việc gì không chiều hôm nay bạn có việc gì không mỹ dụ can sợ mỹ dụ can không có làm gì vậy hoặc là có việc gì vậy can sợ mờ ngủ của mình duy trì đã hoàng chiếu hảo má xe ngủ của mình duy trì đã hoàng hảo má À, buổi chiều hoặc là chiều nay chúng ta cùng nhau đi chơi tennis nhé được không họ vừa trân tốn nè họ vừa trân sàn, nè vâng tôi cũng muốn vận động một chút đây trân thường hay đi với nơ thế thôi xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Xiao quản Xiao vụ ní dụ sư má mỹ dụ sao tả Hoàngỉu họ má họ vừa tr chânè Hhổ tung Hhổ Ttung nè kế tiếp nữa chúng ta tìm hiểu sang đoạn 2 sẽo lỵ Hoàng sang choéo <laughs> lỵ Hoàng sang bản lý à buổi tối tức là ta sẽ hiểu là tối nay tối nay bạn làm gì vậy Tối nay bạn làm gì Quan sát này cho xem mà. Xe xin. Xe xin. Uh, viết thư. Viết thư. Wà mình tiên diện ba. Wà tiên diện ba. chúng ta đi xem phim đi. Chúng ta đi xem phim nhé. Khan tiên diện. Xem phim. Sầm mơ tiên diện. Sầm mơ tiên diện. Phim gì vậy? Hủng lỗ mông. Hủng lỗ mông. Hồng lâu mộng. Họ, chí đến rộ Họ, chí đến rộ Vâng, mấy giờ đi Vâng, mấy giờ đi Chí tiền, mấy giờ Chí tiền Chí tiền, bảy giờ Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Xéo lì, quan sang thì cho sớm mò Xe xin Wǒmén xù kàn diān sẩm ma tiên diện hùng lỗ mông hào chi <laughs> tiến dỗ chi tiến kế tiếp nữa chúng ta có đoạn 3 à, chúng ta cùng tham khảo nào thủng trư xin kế của liền trang dỗ pheo thủng xin kế của liền trang dỗ pheo đồng chí ơi ngày xưa ở trung quốc vẫn còn xưng hô theo kiểu đó xin gửi quà liền trang dỗ phiếu vui lòng cho tôi vui lòng cho tôi hai con tem hoặc là mấy con tem liền trang dỗ phiếu liền có khi là hai nhưng có khi nó là một khái số tức là mấy cho tôi mấy con tem nín do chỉ máu ta tức là nín do chỉ máu tơ dỗ phiếu anh cần tem anh cần cái loại tem mấy hào chỉ máu tơ dỗ phiếu tơ đó tức là tơ dỗ phiếu Y mẫu tờ liền trang Y mẫu tờ liền trang Ta sẽ hiểu là y mẫu tờ vũ phiêu Liền trang Cái loại tem mà một hào á Thì lấy hai con Y mẫu tờ liền trang Liền mẫu tờ y trang mẫu tờ y trang có nghĩa là liền mẫu tờ vũ phiêu Cái loại tem mà hai hào á Y trang là một con thôi Liền mẫu y trang Zài mài y trang tên bao trữ Zài mài y trang tên bao trữ Sai mại là lấy thêm hoặc là mua thêm. À, muốn mua thêm y trang, tiền bão trợ, một cái tờ giấy để viết điện tính. Tiền bao là điện báo hoặc là điện tính. Tiền bao trợ là giấy viết điện tính. Y công 4 mao 5 phân. Y công 4 mao 5 phân. Tổng cộng là 4 hào 5 xu. À, 4 mao 5 phân. Cái ni xén. Cái ni xén ở chỗ này ta sẽ hiểu là tiền để anh à, cày vốn có nghĩa là đưa nó có nhiều nghĩa trong đó có một nghĩa là đưa à, ni nì có nghĩa là tiền đây anh xuyên quên to sang hải từ tiên bò to sang hải là đến thượng hải to sang hải từ tiên bò là cái điện tính mà gửi đến thượng hải á như vậy xuyên quên to sang hải từ tiên bò giao chỉ có sèo sữa xin hỏi điện tính gửi đến thượng hải á giao chỉ có sèo sữa là Uh, cần phải mấy tiếng đồng hồ hoặc là mất mấy tiếng đồng hồ giao chỉ có xào sữa sư có xào sữa sư cơ xào sữa bốn tiếng đồng hồ xe xe uh, cảm ơn à, uh, xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào thủng trư xin kể của lèn răng dỗ nín dao chỉ máu ta y mẫu ta lèn răng 两毛的一张，再买一张电报纸，一共四毛五分。给你钱。请问到上海的电报要几个小时？四个小时。 Xe <laughs> xe, <laughs> bù khơ chi. À, khi ai đó nói xe xe mình sẽ trả lời là, là bù khơi chi, à, không có chi, cảm ơn, à, không có chi. Cái tiếp nữa xin mời mọi người chúng ta xem cái đoạn văn ngắn nha. Đầu tiên mình đọc và giải thích trước, sau đó rồi mời mọi người cùng đọc theo mình. Xì trung của lùi dỗ tức là đi du lịch Trung Quốc, đi Trung Quốc du lịch thì dịch là đi du lịch Trung Quốc. Lão lá tờ phu mù. Lão la phu mụ, phu mô đây tức là ba bà, bà má, mà đó Phu chín, chín, viết tắt vào à, Lão la phu mụ, bố mẹ của lão la Giao Trung Quốc Giao tao Trung Quốc dỗ Muốn đi Trung Quốc du lịch, muốn đi du lịch Trung Quốc Sự gian chỉ dỗ, 2 cơ sinh si Sự gian chỉ dỗ, 2 cơ sinh si Thời gian á, thì chỉ có hai tuần thôi, trữ là chỉ có Lẹn cơ sinh si là hai tuần Sự gian chỉ 2 cơ sinh si

Khởi sư tháp bu trí to Chuy nả họ Nhưng mà cô ấy không biết Tháp bu trí to Chuy nở họ là đi đâu cho hay Đi đâu cho tốt Hoặc đi đâu cho hay Tha quên Tha tờ trung của phận dồ Quảng lãnh quên Tha tờ trung của phận dồ Cô ấy hỏi Người bạn Trung Quốc của cô ấy tên là Vương Lan à, Chúng ta lưu ý khi dịch ra tiếng Việt Thì chúng ta sẽ nói là cô ấy hỏi Vương Lan Một người bạn Trung Quốc ở trong tiếng hoa luôn luôn là cái tên riêng nó nêu ra sau cùng tháo quên tha tờ trung của phẫn vô quản lãnh quản lãnh cao su thá uh, vương lan cho cô ấy biết hoặc là báo với cô ấy báo với cô ấy xèn léo chè lịch sử văn hoa xèn léo chè lịch sử văn hóa muốn tìm hiểu lịch sử văn hóa, đi Tây An Bắc Kinh, đi Tây An Bắc Kinh muốn tìm hiểu lịch sử và văn hóa thì đi Tây An và Bắc Kinh Sàng khăn phân diện suy hãng rô quay liền Sàng khăn phân diện Muốn ngắm phong cảnh Phân diện là phong cảnh suy hãng rô quay liền Thì hãy đi Hàng Châu và Quế Lâm Xiang mai tôn si xiang mai tôn si là muốn mua đồ suy sang hải Quảng Châu. Suy sang hải Quảng Châu, Thì đi Thượng Hải và Quảng Châu Lão la trẻ tiên Lão la quyết định Hỡ tha phu mụ cùng với bố mẹ. Sen suy bày chiến si an. Sen là trước hết, trước hết là đi Bắc Kinh, Tây An. Chai suy hãng rô, sang hại. Chai đây rồi kế tiếp, có nghĩa là kế tiếp hoặc là sau đó cũng được. Chai suy hãng rô, sang hại. Kế tiếp là đi Hàng Châu và Thượng Hải. Xin mời mọi người à cùng đọc theo mình nhé. Suy trung của lì Lão lá tờ <laughs> phụ mụ do tao trung của <laughs> lưu dỗ 时间只有两个星期，劳拉要陪她的父母一起去旅游，可是她不知道去哪儿好。她问她的中国朋友王兰，王兰告诉她。 想了解历史文化，去西安、北京；想看风景，去杭州、桂林；想买东西，去上海、广州。劳拉决定和他父母。 先去北京、西安，再去杭州、上海。x 去中国旅游，劳拉的父母要到中国旅游，时间只有两个星期。劳拉要陪她的父母一起去旅游，可是她不知道去哪儿好。 他问他的中国朋友王兰，王兰告诉他，想了解历史文化去西安、北京；想看风景去杭州、桂林；想买东西去上海、广州。劳拉决定和他父母先去北京、西安，再去杭州、上海。 Đến đây, mình xin kết thúc phần 5 trên 5 của bài 14. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. À, xem như đến đây, mình cũng đã kết thúc được cái bài 14 này. À, chúc các bạn học tốt môn ngoại ngữ này nhé. À, thân chào!